Ok rồi đó. Đi. Lâu. Mình là mình có thể tự đi mai một mình. Úi, trời sắp tối rồi, mình phải làm lẹ lẹ rồi đi về thôi. Wow, ui, trời sắp chiều rồi, mình phải đi về thôi. Không thôi, nhưng mà đường về đường nào vậy? Chết rồi, lạc rồi. Đường này phóng ta. Bên trái, bên phải. Thôi mình cứ đi thẳng nè. Chết rồi, không biết đường về. Của mình thì chỗ này ôi trời tối luôn á, con báo gì ở đâu vậy nè. Ôi tiếng sói đâu vậy, cái này chó sói chu nè. Mình tối mình đi. Ôi trời ơi, ghê quá, nó ở đâu vậy, bây giờ sao, giờ mình làm cách nào để mình đi về, mình không thể nào ngủ đây được, lạnh lắm. Gì vậy, tiếng cái đâu vậy, chó sói. Ui sao trong kia nhiều zombie quá vậy. Ơi, đừng khoan. Ủa, thấy con này. Đây. Này nó giống mình á, khoan đừng có giết nó, đừng có giết nó. Giết đây. Không được. Thấy con này nó không có vẻ nguy hiểm lắm, có vẻ giống tụi mình. Nó chạy rồi kìa. Con bé. Thằng điên mày đi ra đây. Thằng này bị điên. Thôi đừng có sợ nha, nó bị điên á. Em là sói. Sói hả? Sao sói biết nói chuyện vậy? Ta là không phải là sói bình thường, chúng ta là và bộ tộc người sói. Đúng rồi. Nói con này hơi bị đi một xíu. Hiện tại thì tộc người sói chúng ta đã đang dần tuyệt chủng, chỉ còn ít vài người thôi, trong đó có chúng ta. Nên khá là ít người biết đến bộ tộc này. Ok. Đáng sợ quá. Dạ đến nè. Trời ơi, nhưng mà ba mẹ em đâu, mình để em ở đây vậy? Dạ thôi đi về, mình đi về. Quý. Ôi cái này nè. Cho em đi theo với. Tụi bay không ăn thịt chó. Không có ăn được này. Ăn thịt con người nó bị mất kiểm soát á. Ngày nó bị điên rồi, cái nên không muốn giải thích với nó, thôi kệ nó đi em. Cút. Em đi theo với, bây giờ em sợ lắm, mình đây sợ lắm. Em nào đây. Ờ, tính ra có nhiều zombie xíu nữa nó cũng tới đây bây giờ á. Hồi nãy em thấy thằng kiếm con sói đó, cho em lên con sói đi. Ôi thằng nhóc, con nhóc này nó ghen thì nó dám được trèo lên sói mình luôn kìa. Ôi chứ nãy sao em bảo sợ. Thì bây giờ mấy anh đâu có làm gì em đâu. Nên là em hết sợ rồi. Ok vậy á, anh cười lên. Ôi nó ăn thịt đi. Ê cười nhập con rồi, không có ăn thịt á. Ôi con này sợ. Trời ơi. Đợi đã nha. Thằng điên mày đi ra đây trèo lên ăn à. Đừng có hù con này đúng không. Mày bị điên đúng không? Nhà nhìn đâu mà quên được hết trơn vậy. Đừng nhầm lên đây nè. Ấy con ngựa kìa, ngon quá, ngon quá. Từ từ. Bắt nó về. Ăn con ngựa này luôn đi, ăn con ngựa luôn. Ai chết. Ok rồi, ngon quá. Ủa, mày anh đi đâu vậy? Úi, tao đi lên chứ nó lạnh quá vậy, có thể nào. Tự nhiên phải lạnh rồi. Lạnh đâu rồi. Đi đâu vậy? Em leo lên đây. Ủa, cái vị trí của mình ở bên đây nè, bên đây mới đúng. Trong này nè, trong này. Bên kia là làng của một con người đúng không? Bọn nó hay luôn muốn giết ta. Tôi nghĩ cái đứa bé này nó sẽ giúp chúng ta giảng hòa với bọn người bên kia. Ủa, khu này chỗ của mấy anh hả? Đúng rồi. Từ xa xưa đến giờ cái bọn con người kia nó luôn muốn khiêu chiến mà muốn giết để mà tiêu chủng tụi ta, nhưng mà ta luôn trốn tránh và chống lại với nó. Ta nghĩ nếu mà mình nuôi nó dậy, nuôi nó lớn lên, sau này nó thành giống mình, nó sẽ là người giúp ở bên kia đàm phán với bọn con người để chúng ta có thể hòa giải. Nhưng mà nó chỉ là đứa bé thôi mà, đâu cần bảo em thành sói đâu. Mình đã làm quen được ba người sói rồi nè. Chị kiếm đồ ăn đây. Có chứ, thôi ăn thôi mọi người. Hồi nãy tôi có lấy được thịt ngựa nữa. Thịt ngựa nãy tôi kiếm được rồi, đây. Ăn gì này, thịt thỏ rồi mày. Em sao ăn được đồ đó, em không ăn đồ sống được. Thịt ngựa rồi, ăn cái gì, ăn cái gì. Ôi, không được. Bé là thịt ngựa ăn nè, ngon. Không được, tránh ra, tránh sao bé đó. Mày ăn ghê luôn á. Này, ăn cái gì mà ăn cái thằng điên này suốt ngày cứ phá phách hoài. Em ăn đồ chân cơ. Em ăn đỡ dưa hấu đi, anh đi kiếm đồ chính ra. Trời ơi. Dưa hấu hả? Vậy anh cả anh đi anh vô làm gì đó để có đồ ăn cho bé nè. Em ngồi em nghĩ cái chuyện với nó. Ủa, vậy anh kia là anh cả hả? Đúng rồi, anh cả, không là anh nhì, còn thằng ngu này là anh con em út, rất là đúng.
thấy không, nó em út mà nó mất dạy, nó kêu tao bằng mày. Mất dạy. Còn sói chó. Đúng rồi, nói chung là mày rất là hỗn láo. Mà ngày nào đó tao sẽ trả cho đít mày để mày chưa mày bớt hỗn lại. Thôi, hai người đừng cắn lộn nữa. Trời ơi, anh nói vậy lâu quá, anh nói gì chưa vậy? Rồi đó, lâu quá, cái đó bụng quá. Nói về kia, chê kìa, vừa nhắc luôn. Em nói bụng vậy, mới giờ mày, tao mới vừa thấy mày ăn đóng. Không phải, tao không ăn được thịt thỏ, tao không ăn thịt người. Thôi đồ ăn đâu đưa cho nhỏ nó ăn còn đi ngủ nữa. Wow. Ủa, ông kiếm đâu ra hay vậy? Nhiều quá vậy? Wow, hấp dẫn chứ. Đi qua cái làng kìa. À, cái làng người bên kia ông cho ông cướp hả? Thôi ăn đi mày. Chứ ở đâu qua. Anh mới vừa đi chôn cái này cho em á. Cẩn thận nha, chứ không có tưởng mình là gây chiến cái nó qua nó đánh hết cái ba tụi mình, cái mình đỡ không kịp đâu. Buổi tối này nguy hiểm lắm, phải lấp lại. Bây giờ trời đã tối rồi, đi ngủ đi, ngủ sớm rồi ngày mai dậy sớm đi ra khỏi nơi đây. Ủa sao đuổi nó vậy? Không nhớ nhà em ở đâu sao mà đi về được? Không được, cũng phải được. Chứ ở đây bọn ta là sói. Bọn ta không thể ngừng thèm ác ghê đâu. Hai anh thèm thôi à, chứ hai anh này có thèm đâu. Hai anh thèm. Hai anh cũng thèm, hai cũng thèm, nhưng mà chúng ta có thể kiềm chế được vì một cái mục đích cao cả hơn, em hiểu không? Mục đích cao cả là mục đích gì? À, thôi nhiều người hơn á. Thôi chơi, thôi chơi thôi. Thôi đi ngủ đi. Ngủ đi mai rồi còn làm cái khác. Ngày mai có 2 giờ. Đã 3 giờ à. Không về cái gì? Con người ở với người sói sao mà được? Được, được, cho em ở đây đi. Không phải là cãi hoài. Không sinh tồn được. Nó khắc nghiệt lắm, phải tập từ nhỏ. Thì tụi anh vốn dĩ cũng là những cái người gọi là quý tộc, sống với những gia đình giàu có, nhưng mà sao à, chị, à, sao à, anh trai anh nói cho nó nghe. Cũng mà do cuộc sống nó sung sướng quá. Đúng rồi, sung sướng quá, chán rồi. Tụi bay đừng có gọi là khoe mẻ như vậy chứ, làm cái mụ nội của nó ăn chứ. Nói chung là tụi anh đã dọn ra ở riêng, xong rồi quyết định tự lập để mà rèn luyện cái tính cách của một con sói dũng mãnh, con sói chiến binh. Anh em biết hình xinh xinh là chăm cho đi chi con đi cha cha. Anh cả lại không biết bài hết nhất cười đi ngủ. Thì đó rồi, thì ở này ngủ đi, ta ra ngoài sân ta nằm. Em cho đóng băng rồi sao ta ra. À, sao rồi, em bút bên đây biết điều ta, em bút bên đây biết điều á. Nó biết điều á, nó coi chừng, ê, nó coi chừng nó mú gì nữa nha. Cái giường này qua, giờ em sẽ giành cái giường này nhá. Vậy đó của anh cả. À, không, ta biết rằng thằng em út mà cái tính nó hay nói vậy chứ thật ra nó điên điên vậy thôi, chứ thật ra nó cũng tốt lắm. Em đừng có giận nó nghe. Em sẽ không giận, giận là người xấu. Mẹ kêu không. Đúng rồi, không đúng rồi, không. Đúng, ok. Giờ này em muốn an toàn không, anh sẽ cho em cái này nè. Một ánh sáng của tia nắng nè. Wow. Cái gì hay vậy? Một tia mặt trời đó. Wow. Đúng là anh cả của em, thiệt là giỏi. Hai viên ngủ. Hai viên ngủ, hai sáng mai dậy mình sẽ sinh tồn như lời anh kia nói. Ok. Vậy đi, chạy nào anh hai, chạy nào mọi người. Ồ, anh hai vậy nè. Trời ơi, mấy giờ rồi mà anh em chúng bay chưa dậy nữa. Vậy đi. Vậy rồi, mở cửa cho nó vô kìa. Ta mới vừa phù phép á, nè, mày múc lên bấm. Vậy không tao ăn thịt mày luôn mấy giờ. Vậy đi. Sao mày đéo. Ta hôm qua tới giờ, ta ra ngoài đường, ta đứng ta đợi, ta như con chó gách không. Thôi, bình tĩnh. Bây giờ mày ngủ dữ vậy. Bình tĩnh, em chào. Thôi, ngày tốt qua ngủ ngon không? Sợ tự nhiên sáng mai ngủ dậy cái nằm trong bụng mấy con sói là chết luôn. Thôi đừng có hù em. Thôi ngồi dậy anh có cái này cho em nè. Hôm nay hôm qua nghe nói nó đòi ở lại phải không? Ừ thì nó đâu có chịu về đâu, nhưng mà hôm nay chúng ta thằng nghĩ tôi quyết định hôm nay chúng ta sẽ dạy cho nó cách sinh tồn. Thôi để nó đi săn đi. Đúng rồi, các kỹ năng, nhưng mà nếu mà nó làm mà không có tốt á là ta sẽ trả người về với tự nhiên thôi. Ta không thể nuôi người được tại vì người sao mà vậy với tự nhiên được, em đâu có sống ngoài tự nhiên đâu mà trả người về với tự nhiên. Thì trời ơi, chết queo luôn, lạnh chết queo luôn. Lạnh là trời cũng lạnh á, có mang bộ đội nó về, đứa nào có chuẩn bị đồ vậy. Đây, tụi mày đi kiếm về, mà cướp của mấy đứa người suýt tụi bị phát hiện đây, mặc vô đi. Wow, mặc đồ luôn, wow. Mà kia nó lạnh lắm, mặc vô không lạnh. Mấy anh đi ra ngoài thì để em thay đồ cho. Ủa, cho anh đồng giới có gì đâu, sao anh cũng thay đồ hoài. Mày không ra ngoài thay đồ đi, em kỳ cục quá. Đi ra là mọi người, đi ra mọi người. Mấy anh đừng có đi vô nha, em sợ đó. Mày phải thay đồ hả mấy bạn. Many, many minutes later. Mấy anh ơi, em xong rồi. Dạ. Không hề, nó đâu. Ê, ôi trời. Ê, xây thằng giống con heo vậy. Cái này là con heo mà. Mày con heo hả? Ủa, xin lỗi. Không có đồ gì ngu vậy. Xin lỗi. Ngu quá, trời ngu. Mày hãy bật dạy mày cho thằng em trai. À dạ ok anh. À, nó, đó, cây vậy? Anh không biết anh, tôi thấy nó treo mấy anh chân lại, nó treo ngoài cái xà đồ, cái lấy hiệu đại rồi, anh biết đâu. Nói vậy. Hỏi cái đồ mà phải được rồi, rồi hỏi xong đá chết vậy. Ui sợ quá, phải ban nó thôi. Sao
Thôi, mình tỉnh. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ, em không biết tên mấy anh là. Xin tự giới thiệu, anh là người sói sầu riêng đẹp trai 10, hay cách tính. À, còn anh này tên gì, anh màu vàng nữa. Anh tên là Tô Gà, biết sao không? Ủa, anh có sói mà anh tên Tô Gà hả? Ừ, tại vì anh là con sói mà anh ăn thích ăn thịt mấy con gà sống á. Là phải đi kiếm thịt gà. À, anh tên là người sói Hai Tia. Hai Tia. Rõ chưa? À. Đúng rồi. Vậy em xin giới thiệu với mấy anh, em là Nabi vậy trời ơi. Cái gì? Trời ơi à. Ê trời ơi, gọi ta bữa trước nghe quen quen lắm mà cứ ý vậy trùng hoài. Ok. Thôi anh tụi em sẽ gọi em là Nabi cho nó dễ hiểu hen. Ừ, em là gọi ý vậy ta. Cũng được. Hai Nabi đây, Nabi. À giờ đi ra ngoài nè. Wow. Đi đi. Wow, mấy anh kia em dậy bây giờ mà sao sớm quá vậy? Trời ơi, anh dậy hồi 3 giờ sáng nè em. Anh dậy 5 giờ sáng. Chúng ta phải sống thiệt là lành mạnh mới có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như này được. Đúng rồi. Ở nhà em thức lúc 8 giờ thôi. Dữ vậy. Ngủ như con heo vậy đây em. Trời ơi. Heo là đúng rồi, gì nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu những bài học mà dành cho những con người sống trong tuyết. Đúng rồi. Đó chính là Ăn ơi, ăn. Có cái này nè. Đó kiếm đâu ra vậy? Trời ơi. Ở đây chúng ta không xài cái đấy. Em gan lắm. Con người con nít mà dám xài cái đó. Bọn anh ghét nhất với cái đó đi. Dũng đi. Dũng đi. Thì Dũng sao em đáng sợ quá vậy? Anh có bị được bình thường không? Ở đây chúng ta bị có điên nha. Đừng chọc. Ở đây chúng ta sẽ dùng răng để mà cắn những khúc gỗ này. Nhìn nha anh này. Đó, thấy chưa? Ủa sao răng tao bay, sao răng tao bay cứng như vậy? Răng tao bữa nay cắn không gãy vậy? Mày là em mà răng mày chưa mọc đều. Sao tao cứng. Ờ, thấy chưa? Nè, ghê chưa? À quên. Tao cắn gì tụi bay. Để vậy thôi đó. Bây giờ em phải em phải học bài học đầu tiên. Đó chính là cắn để mà lấy gọi là sẽ gì anh hai. Quên rồi. Đúng rồi, lấy cây. Như nãy anh vừa làm đó. Dạ là lấy cây rìu chặt cây mà. Không, tụi ta sống trong thời tiết khắc. Cái đấy chỉ là vũ khí tạm thời rồi. Đến khi mất rồi sao? Thì có răng chính là vũ khí mãi mãi trong người ta. Dạ, thấy chưa? Trời ơi, mãi rồi cũng nghĩ rồi để cái cây này con nhỏ nó cắn. Rồi, em cắn đi. Trời ơi, tao ăn quá, đâu ăn quá. Phải lấy gỗ bằng răng thôi. Chết rồi, nó cắn mà mắc cái răng vô trong cái cây luôn rồi. Chết rồi, quên mất. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi không sao, không sao. Em còn nhỏ, răng em còn mọc thêm một lần nữa mà. Nè, em cầm cái răng của em đó nè, rồi tối bỏ vô xuống cái gì đó, cái cuối. Rồi, nó mọc lên. Không, em còn nhỏ, răng em còn mọc được không sao. Thôi, quên, đưa rìu cho nó, Em súng răng chứ em có bị răng mẻ đâu mà em sợ. Rìu nè, em có rìu rồi. Thôi, chặt đi. Cái này em không? Cái này em biết chặt nha, cái này mẹ em chỉ rồi nha. Đúng rồi đó. Rồi, vậy bài học đầu tiên đã qua. Để anh đi kiếm bài học thứ hai cho em. Rồi. Ê, đừng 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 quay khỏi đây nè, đây. Cái gì mà tụi bay lộn xà ngầu vậy? Đây chính là bài học săn săn thịt và là đi săn săn mồi xong rồi. Sai rồi, tụi bay sai hết rồi. Trước khi vô bài học săn thịt này, chúng ta phải có bài học hú. Không hú lấy gì sợ? À nhưng mà nó còn nhỏ nó đâu sao hú được, còn nhỏ mình cũng đâu hú được đâu. Thôi nó bị khùng ơi. Em không hú mấy con mồi làm gì sợ em. Lại coi con heo nó sợ không? À bây giờ anh sẽ ngoạm trước một cái cho em xem đó nha. Nó chạy ra, nó đâu có chết đâu. Chị anh cắn thử rồi để cho em cắn tiếp chứ anh cắn chết rồi sao em cắn. Một cái răng rồi sao mà cắn. Thì nãy em có cái gì đó. Đúng rồi. Phải dùng tay. Đúng rồi. Anh ơi. Đúng rồi. Thôi giỏi lắm, vậy là em đã có thịt sống rồi ăn đi. Ơi, sao mà ăn thịt sống được, em phải nấu cho anh đi. Có gì? Ơi ơi nè, được 3 miếng thịt nè, mỗi đứa chia miếng đi, ăn sáng ăn sáng. Ăn. Wow, ngon quá. Còn không? Ê, cái con này con gì vậy? Con gì nè? Ồ, ôi đừng. Cắn nhầm kia. Không, không. Đừng có ăn thịt nó. Ôi đừng. Mày vậy? Từ quá vậy mày. Vậy mà ăn thịt cái gì? Cái bạn này. Con này không có được ăn thịt. Con này là mình phải chạy theo nó để về cái tổ nó. Mình ăn hết cái nhà nó luôn. À, hay quá, thông minh. Đúng rồi. Về tổ rồi tụi bạn. Về tổ. Tiếp theo đi. À quên. Bài học thứ ba đó chính là về cái nhà con sọt con cáo hồi không nãy. Không vậy. Học nữa đâu mà lắm. Thôi chúng ta phải về nhà con sáu mình ăn hết nhà con cáo luôn. Đúng rồi. Thôi em không muốn. Phải muốn, phải làm. Muốn. Em muốn. Nó khóc luôn kìa. Thôi. Ủa vậy? Mày biết ước của mày. Hả? Ừ. Tôi đúng là đi về đâu đi nha. Không có được đi đó. Đi về. Được rồi. Đi đi. Không cắn rồi đó trời. Cái anh này không dữ à.
Thôi sao đuổi nó đi hoài vậy, nó sống với mình cũng vui mà. Đó giờ anh em tụi mình ở với nhau, không có con bé này thì vui. Tới lúc có con này xuất hiện, tụi bay bắt đầu hả, không còn thương tao nữa. Trời ơi, mày nghĩ còn nghĩ cái gì nha, trời ơi. Tụi tao chả bao giờ là không thương mày hết. Tại vì mày nó hơi điên điên một xíu, nhưng mà mày rất là tội nghiệp. Nên ba anh em tụi mình luôn luôn đoàn kết, mà chúng ta phải giúp nó, tại vì nó sao anh hai. Nó có gì đâu mà phải giúp. Trời ơi, mình thấy nó cũng là giống chúng ta mà. Mệt quá, không muốn nói nữa. Ủa, có gì kìa? Ngon. Ôi, hello. À, đồng đội mình nè. Nhưng mà con này chỉ là sói thôi. Em với con này kết hợp lại là ra tụi anh. Chở em gì đây, em không biết đường gì đâu. Ê, đèo lên đi. Người sói sầu đi đáng sợ. Anh bị khùng khùng á. Không không. Rồi, không bị đi mà. Không không. Đi thôi. Nha, bây giờ. Không dữ quá. Ok rồi, để bây giờ ta nướng thịt ăn. Ôi, tôi nghĩ tụi mình bây giờ cũng nên tập ăn thịt chín để cho nó tốt sức khỏe. Chứ ăn thịt sống hoài được bụng. À, ok, thịt chín kìa. Này, nướng ra thịt ăn nè. Tuyện xèo này hơi là mà hổn nha. Em thích mà được, họ cứ kêu hai anh cả là mày. Thôi, ổn mà em như tuổi vậy. Ê, ok, nói không nghe không vậy. Ê, nhóc. Ủa, ê, hai chị ơi. Vậy? Hình như á, tao thấy nó đang nhìn vô tô gà hoài kìa, nó nhìn đấm đuối luôn kìa, nó nhìn đấm say luôn. Ai? Hả? Dạ. Mày thế, mê trai á, phát hiện rồi hen. Cắm rồi ha. Dạ. Tao bây giờ nói gì hoài không nghe vậy? Rồi xong rồi, tô gà ơi là tô gà. Cái gì nữa gì ạ? Vậy là chết cả một cái hệ sói rồi. Trời ơi. Ôi mê là sao sao biết? Nãy giờ nó nhìn anh mà nó không thèm ăn thịt luôn, nó nhìn anh đấm đuối biết miếng nước mồi lắm chứ. Nè nhóc, mặt anh dính cái gì hả? Không có dính gì hết. À vậy thôi, ngồi vô đây ăn này, cứ sao để cho mấy anh kia nói vậy? Ủa sao qua đây ngồi rồi? Trời ơi, thấy không? Ngồi kế bên luôn. Trời ơi, chết rồi, tôi gà ơi, vậy là toán rồi. Thôi ông tập trung ăn đi ông ơi, ông nói gì quá ông ơi. Nè, của ông nè. Mình thấy cái anh tóc vàng này đẹp trai giống như là trong chuyện mà mẹ mua cho mình coi á. Mẹ mình chơi. Nói gì vậy? Không biết. Ăn đi Nabi, ăn cho nó ít thứ nó nguội bây giờ. Anh tóc vàng. Hả? Nghe nè. Anh nói gì nó đi. Rồi, nó mê trai. Không được, tô gà ơi. Thôi đi rồi, từ từ đi. Ôi trời ơi, nhóc nhiêu tuổi rồi? Em 13 tuổi rồi. Không biết con nôi còn khó chịu mẹ mà bị đặt. 13 tuổi rồi mà đi hỏi cái câu đấy với anh hả? Cái câu đấy khi nào đợi đủ 18 tuổi rồi hỏi. Phải, tại vì em đi học á, em thấy cái bạn ngồi kế bên em á, thích một cái bạn ngồi ở bàn nhất, xong rồi bạn nó cũng hỏi bạn kia vậy á. Trời ơi. Đúng rồi, thì mấy tuổi học với tụi học trò đó cảm nắng nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ em nhỏ lắm, anh lớn rồi mà, nên anh nghĩ nó cũng không gì đó. Okay. Anh nói cho em nghe nè. Cảm nắng là vậy hả? Anh nói cho em nghe nè, muốn yêu người ta chừng nào á, tầm khoảng như mấy bà chín mấy á, năm 97 đồ á, tầm 24, 25 tuổi á, hả yêu. Chứ bây giờ yêu đúng cái rồi. Gì? Yêu đương cái gì? Vậy bây giờ không được yêu hả? Không. Không được thích đúng ăn rồi. Hả? Có quyền thích, nhưng mà anh nghĩ là nên tập trung cho chuyện học. Chẳng hạn như chuyện học cách sống trong cái môi trường khắc nghiệt này. Chứ suốt ngày em chỉ lấy tôi quan tâm tới yêu là em không có tập trung được cái gì hết á. Vậy thì anh phải hứa với em nha. Hứa gì? Muốn anh hứa gì? Trời ơi, thôi không được, mất gì mất méo, em lỡ thức hứa rồi sao? Giờ sao mấy ông? Giờ sao hai ông? Thôi tôi nôn hết. Thôi, nó khóc. Gì vậy? Nó quá giỏi. Sao mới đứa vậy? Khoan. Ôi đứa vậy? Ê, có ý kiến này, đây, thằng sau nghe. Nè ai? Con nít trời ơi, nói cho nó quần. Anh phải hứa với em nha. Đó, hứa đi. Rồi, hứa đi mày ơi. Hứa nè. Anh phải hứa khi em đủ 18 tuổi, anh phải là bạn trai của em. Ok rồi, đi. Ủa lâu. Tô gà hứa, chứ không phải anh hứa nó lộn. Nhưng mà với một điều kiện nha, có một điều kiện nha. Em phải thiệt là chăm chỉ, thiệt là gọi là chăm chỉ học hành. Để gọi là biết cách sinh tồn giống tụi anh vậy, anh mới hứa. Yeah, ok. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, vậy thì anh hứa, được chưa? Yeah. Ôi nó ve luôn rồi, trời ơi, nó chạy vòng vòng luôn rồi. Ôi rồi, nó mừng đi tới chỗ, nó thấy đường luôn nè. Nó mù đường rồi, trời ơi. Đây chính là bạn trai tôi, là người sói trong truyền thuyết đó hả trời? Chưa, anh bảo cho 18 tuổi mà em còn chưa, giờ mà còn lười nhắc là vậy sao mà hứa, giờ đi ra. Anh hứa với em rồi, mấy bạn có coi video clip của anh Hi Ha không? Cái gì bạn gái tôi là người sói, bây giờ mình có bạn trai mà là người sói, yeah. Trời ơi. Yeah. Cố gắng đời trai đi. Mệt thiệt chứ, thôi đi ra, học tiếp cái bài hôm qua mình chưa học xong nữa. Anh ơi, em không học đâu, em muốn học thú giống bà anh cơ, muốn làm vậy, hổ qua cũng được hả? À, vậy cũng được.
áo ok. Mình phải hú ở trên đây hả? Đa số là con sói nhìn mặt trăng người ta nó mới hú. Bây giờ có mặt trăng đâu mà hú. Thế mình phải đợi đến khuya đúng không? Đúng rồi, bây giờ ba đứa ngồi đợi nè, vậy nè, em chỉ cần em hít vô một hơi thì còn mạnh rồi em hú lên được rồi, khỏi cần mặt trăng luôn. Thôi nhưng mà em muốn mặt trăng cho giống sói. Nè nè. Ok, để anh hú cho mặt trăng nó rớt xuống cho em. Thôi ngồi đợi đi, ngồi đợi. Nè 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 nè. Hú. Giờ tối rồi kìa. Ghê chưa? Dạ. Thôi bây giờ để ai đó hú sợ tôi hú rồi. Cho em coi đi. Thôi để anh nha. Ừ. Hú đây. Anh sẽ hú thực hành cho em coi. Để anh biến thành sói đó. Ok, anh bây giờ anh sẽ hú nè. Bây giờ mình sẽ bước đầu tiên là mình phải nhìn lên mặt trăng. Phải không? Phải nhìn lên mặt trăng nha. Rồi hít một hơi thật sâu. Đúng rồi đó. Thấy chưa, thấy chưa? Ok. Ok, bây giờ em thử đi. Ấu. Không có ấu vậy. Hú thôi, hú lên cái giữa kéo dài à. Này, chó sói gì trời, này chó phốc mà trời. Trời, chị hơi thần kinh. Thôi kệ, để tao hú coi. Ê, anh chém coi. Ê, làm gì vậy? Trời, bố láo gì vậy? Này em út mình lại dậy sớm rồi. Đâu có lo rồi. Mọi người ơi. Dậu dạ. Cái gì vậy? Hồi nãy tôi đi ngang qua bên làng bên kia thì tôi ơi khoan kêu con nhóc này lại. Nhóc, dậy nhóc. Dậy, dậy đi nè, dậy nè, dậy nè. Hồi nãy em đi qua làng bên kia, em đã nghe mấy người trong làng bên kia nói là họ mất tích một đứa bé mà đứa bé đó màu tím tím mặt cái tả. Dạ. Ủa? Em yêu tả giống này quá vậy. Ừ, hay là em bị lạc. Bây giờ mấy người đó đang tìm em hay sao kìa? À, chắc chắc đúng làng của em á. Anh đâu biết, hình như nghe nói là làng sinh tố sinh sinh gì đó. Vậy đúng rồi, làng của em à. Dạ, dạ. Phải không? Phải không? Giờ nè. Làng sinh tố đúng không? Đúng rồi. Ồ. Ồ vậy đến lúc rồi. Đến lúc rồi, anh hai. Bây giờ nó về thôi. Đưa về thôi. Thôi biến thành sói. Đây. Ba mẹ em chắc đợi lo lắng lắm. Lâu quá trời quá đất rồi. Đây. Rồi đứng này, anh đứng nào vậy? Chỉ coi anh em út này. Nè. Đứa biết đường duy nhất mình nó không chỉ là sao? Tao càng ngày càng leo vậy. Leo rồi nhảy xuống đây chứ mẹ. Mấy trong khoảng thời gian ở chung với ba anh em người sói này cũng vui, nhưng mà mình đã tìm được gia đình của mình rồi cho nên mình phải đi về thôi mấy bạn ơi. Chắc là mẹ mình sẽ quánh cho đít mình nhiều lắm. Ê coi chừng ơi, hai đứa coi chừng đừng có tới gần làng. Thôi tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi. Rồi em đi xuống đi, làng em kìa. Coi chừng gắn cắn kìa. Rồi bye. Hẹn bye gặp bye. Lại bye em nha. Thôi dạ máy bye đi. Rồi tạm biệt vị ung thư đi kìa. Khi nào em ẩu ba anh nhớ lại kiếm em nha. Đi rồi. Ok chú bê bình đai nha. Bye sức khỏe. Đi về thôi mấy bạn ơi. Wow, cuối cùng mình đã về được tới làng sinh tố rồi. Thiệt là vừa vui vừa buồn. Nhưng mà thôi kệ. Ẩu. Trung lại gì hết. Trời ơi là trời, làm gì mà tối khuya hú vậy trời, đi ngủ giùm cái mày má ơi. Hả, mày điên chửi người ta. Hả, đi vô. Thì tôi không hú nữa. Đi vô. Hả, ấu. Ôi, cho bố rồi. Đi xuống. Mẹ chửi. Toàn hú lèo không mà. Nói hú một cái là mấy anh tới liền, mà hú mấy bữa nay rồi không thấy ai tới. Đáng ghét quá. Thôi nó ngủ.